gặp cái cảnh mà bán nước giữa đường trời, đúng không? Bán nước ngọt giữa đường. Cũng nếu mà mình không đổi thì mình lấy gì sử dụng? Bắt buộc phải đổi. Chứ người mà có phương tiện xe vậy đó thì mình đến mình chở. Còn những người mà không có phương tiện xe thì ta đâu có đi đâu được chở được, không lẽ canh nước gì sắp sao nổi. Thì từ chỗ đó bắt buộc phải là đổi nước 100 ngàn một khối. Mà nghe là chú chia sẻ là có nhiều người chở là phải té luôn á. Đúng rồi. Quen là té nước đó. Nó trao là nó bị té. Nữ chở đâu được đâu, cũng mấy người nữ mà người ta chở quen á, ta làm cái ngán ngang vậy nè. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và ngày hôm nay đến đây giáp với biển. Và đây là một cái huyện khá là đặc biệt, khi mà người dân á họ sử dụng nước ngọt là nhờ vào những cái lượng mưa họ tích trữ ở trong nhà. Tuy nhiên vào thời điểm này là thời điểm hạn mặn, hạn hán rất là khốc liệt ngay tại miền Tây, nên người dân ở đây á họ sử dụng nước bằng cách là chở từng can từng thùng. Và hình ảnh đó người dân ở đây chia sẻ, và tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ muốn chia sẻ hình ảnh người dân mua nước ngọt ngay tại giữa đường ở một cái huyện ven biển như thế này cho cô bác quý chị xem. Và cô bác quý chị thấy một cái cảnh khá là đẹp không? Đây là một cái núi đá vôi nha cô bác quý chị. Ở Kiên Giang này á thì nổi tiếng với rất là nhiều núi đá vôi, là một cái núi đá vôi rất là đẹp. Và cái cảnh này ở trong này người ta gọi là hang, cái này gọi là hang cá sấu, vì ở trong cái lòng núi á nó có cái bụng tròn giống như là một cái con cá sấu, nên người dân ở địa phương người ta đặt là hang cá sấu. Mà mỗi khi có dịp về đây, người ta sẽ về Kiên Lương này thì người ta sẽ ghé đến cái địa điểm này, hoặc là ghé đến Hòn Phụ Tử ngay tại Kiên Giang. Mời cô bác anh chị vô đây tham quan tí xíu. Và nơi Bùi Hồ đang ngồi ở đây là dưới chân của một núi đá vôi. Và giờ núi đá vôi này nó có rất là nhiều cái ngách hang cô bác anh chị. Và mình nhìn thấy ánh sáng nó có thể xuyên qua bên kia. Có nhiều truyền thuyết nói về hang cá, có nhiều câu chuyện thiêu dệt nói về hang cá sấu. Và người ta cho rằng cái hang này ngày xưa khi mà nước dâng lên có rất là nhiều cá sấu vô đây để trú ngụ. Và người ta đặt từ đó về sau thì người ta đặt là hang cá sấu. Còn có một giả thuyết khác nữa rằng thì khi mà ngồi trong một cái dưới chân của núi đá vôi như thế này đó, thì mình thấy một cái hình vòng cung, nó giống như là đang ngồi ở trong bụng của một con cá sấu. Và đó chủ yếu là giả thuyết hoặc là truyền miệng với nhau thôi, còn thật hư như thế nào thì chưa rõ. Tuy nhiên có một điều Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác anh chị, đây là núi đá vôi rất dễ bị xâm lấn mặn á, nên là nữ là những cái ngách như thế này và những cái khuyết như thế này đó là do sự nước biển xâm lấn. Và khi mà sóng đánh thì làm cho những cái ngách đá vôi này nè nó bị bào mòn đi, và từ đó tạo nên hình thành những cái hang rất là kỳ dị. Mà mỗi khi có dịp về lại Kiên Lương, Kiên Giang thì mọi người đều ghé đến đây để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thiên nhiên và ở trong cái núi đá vôi như thế này. Và cô bác quý anh chị biết được rằng là ở đây thì có rất là nhiều đoàn hành hương họ đến đây họ cúng bái, và có cả những cái chân hương ở trong cái hang từ sâu bên kia nữa kìa. Nhưng mà để không tốn thời gian của cô bác quý anh chị nữa thì Bùi Hồ cùng mời cô bác quý anh chị chạy lên một đoạn để xem cái cảnh người dân mua nước ngọt ở giữa đường ha. Quý anh chị thấy một cái hình ảnh đó là người dân đi xách nước đem về ha. Họ đang chở những cái thùng nước đem về nè. Và mấy ngày qua thì cô bác quý anh chị biết ở miền Tây vào đợt hạn hán rồi hạn mặn nè, thành nữ là nước ngọt là một điều gì đó rất là hiếm hoi luôn. Và ngày hôm nay trên đoạn đường đi gặp như thế này, Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị biết ha, những cái chú này xách nước ngọt về uống nè, hay là sử dụng sinh hoạt hàng ngày nè. Chào chú. Này là mình chở nước ngọt về sử dụng hả chú? Mấy ngày qua nắng quá hả chú hả? Nắng qua nắng rồi. Dạ, có anh này anh bơm gần xong để chút xíu con. Chào anh. Anh lấy nước ngọt về sử dụng hả anh? Đúng rồi, lấy nước ngọt về sử dụng. Dạ, mấy ngày qua nắng quá hả? Nắng quá, nay nắng quá. Dạ. Thiếu nước hả? Cho em phỏng vấn tí xíu hả? Nước ngọt này là mình mua hay sao anh, hay là mình đổi ngoài này, tại vì ngoài này nó có nước cấp, còn ở trong kia thì nó chưa có nước, cho nên đổi về chỗ mình xài. Nước này là từ giếng khoan lên hay sao ta? Nước cấp của nhà nước. Cấp nước ha. Nước cấp. Là mình bơm gì là tính tiền. Mỗi một can vậy là này một can 1.500. Can 1.500. 4 can thì nó 6.000. 6.000. Can này là 30 lít ha. 30 lít. Vậy thì khoảng một khối khoảng nhiêu tiền ta? Này mình cũng tính 20-30 ngàn ha, chắc cả đó. Dạ. Tại vì 8 can thì nó chở tới nhà là 100 ngàn một khối thôi cô bác anh chị.
chở tới nhà là 100 ngàn. Đúng rồi. Có xe lớn, xe tải chở lần 3-4 khối gì đó, người ta vô trọng hái cho mình, tại vì gần lậu này đổi được, còn như mình xa dưới thì mắc chở. Mỗi ngày là mình sử dụng là bao nhiêu lít nước ta, nhà gia đình của mình là mấy người á? Nhà, tại vì nhà chồng có nuôi tim này kia đó, cho nên là mỗi ngày là 8 can này. Là tiền nước không mười mấy ngàn? À, ngày 12 ngàn tiền nước. Rồi những năm trước thì mình có thường sử dụng nước này không, hay là mình không, sử dụng mấy năm nước trước hơn? Thì không có, tại có năm nay nắng quá trời nắng rồi nó thiếu. Mỗi năm thì nước trong kia mình làm đồ mình xài đủ, nhưng mà năm nay thì nắng quá nó thiếu. Chỉ có năm nay là hạn thôi, những năm trước thì có mưa lai rai. Ừ, đúng rồi, năm trước có mưa lai rai, năm nay là nắng tới giờ chưa, hôm ngày chưa có đám mưa nào. Vậy hả? Dạ. Là mấy năm trước là nước sinh hoạt, nước ăn uống rồi mình sử dụng đủ hết luôn? Đủ. Dạ. Đủ, tới mưa lại là không hết nữa, mà năm nay lại thiếu. Mình sử dụng nước mà phải tự chở đi từng thùng, từng thùng, thấy cực quá ha. Dạ. Thì phải chịu thôi chứ sao giờ, mỗi năm thì nó không có, mà có năm nay quá trời nắng. Anh đã mua những cái can nước này là những tháng nắng này là mua bao lâu rồi? Hôm về chắc cũng cỡ chắc hơn có 3 tuần à, chở cũng 3 tuần rồi. Thì mà chắc còn chở dài. Chừng nào có mưa xuống thì nó mới đỡ lên chút, còn không có mưa là ngày nào cũng phải chở. Ở Kiên Lương này không có nước ngọt nha cô bác anh chị, thành thử là nước mưa là chính. Ở đây ở ngoài lỗ này thì người ta có nè, còn nhưng ở trong cái đường này trong trọng nó chưa có kéo nước vô á, thì nó hơi cực. Còn ở ngoài này người ta ở đường lỗ này có nước ngọt dẫn đến nhà hết phải không? Chỉ có mình ở trong kia thì nước nó không chưa có kéo vô, cho nên là hơi cực. Còn ngoài lỗ này người ta đầy đủ nước để xài được đủ. Nhà mà khổ là không có tiền mua nước luôn, chứ không phải giỡn. Ở trong quê á 100 ngàn khối mà. Tại mấy đường lớn á, cặp lộ này nè, có xe lớn nó chở đi tới chỗ. Nhưng mà một khối thì tới 100 ngàn. Mấy năm trước là cứ nước mưa xuống là mình sử dụng không hết luôn. Đúng rồi. Có năm nay hơi cực nước. Dạ. Rồi cảm ơn anh ha. Qua đây gặp chú này kìa. Đây nè, chú này cũng đang bơm những cái can nước cho mình nè. Ngày là mình chở mấy quận gì chú? Ngày hả? Dạ. Ngày chở ra 2 quận. Dạ. Tự chở tiền mình chở ra, mình lấy tiền mình tự trả. Dạ. Lấy nước tự trả tiền. Dạ. Nước này là mình để nấu ăn nấu uống rồi luôn? Nước này thì nấu ăn nấu uống được. Tắm rửa giặt đồ này kia. Phải chở từng can nước mà ở miền Tây là cô bác anh chị biết là vùng sông nước mà. Mà bây giờ phải chở luôn. Cực khổ quá ha chú ha. Nó chịu thôi chứ biết sao giờ. Dạ, tình hình chung rồi. Ở một số vùng như là Gò Công Đông của Tiền Giang á, thì hạn mặn nó xâm lắng là nước là không có luôn. Nói chung bây giờ dân ở đây cũng đang yêu cầu. Dạ. Yêu cầu là vấn đề vô cây nước, dân tự động góp tiền, đóng tiền đường ống luôn, người dân tự động vô hết. Khi nào có cần di dời cái gì thì dân ta di dời đi, ta không lấy tiền đó. Nhà của chú là cách đây xa không? Đây vô trong đó chừng khoảng 100 mét. 100 mét thôi mà phải chở từng can vậy đó. Đúng rồi. Khổ quá ha. Mà phải ở đâu có mình nước ở nước là một cái nhu cầu rất là thiết yếu cho sinh hoạt cũng như là phục vụ ăn uống. Tuy nhiên mà chở từng can như thế này là ví dụ như chú là nam chở được nha, còn vợ của chú là cũng rất là khó chở luôn, tại nó rất là cồng kềnh luôn. Có ông kia cũng chở té xe nó đâu chết rồi đó chứ. Ôi trời ơi. Vậy hả? Bởi vì dân đang khiếu nại. Là bây giờ là cứ chở đi suốt, thay phiên nhau là bơm nước vô suốt. Thì thí dụ người này mình tới thì mình chở đi, rồi tới người khác tới thì bơm nữa, chở đi. Có năm nào giống như năm này không chú? Năm nào ở trong này thì nó vậy đó. Rồi tới mùa mưa nay... thì mình có hứng nước mưa được mình xài. Dạ, năm nay là mưa trễ hơn và nóng hơn nên thành nữ là sử dụng nước nhiều hơn đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Nhà nghèo mà nghe nói nước 100 ngàn khối chắc xỉu luôn. Trời ơi, cũng nếu mà mình không đổi thì mình lấy gì sử dụng? Bắt buộc phải đổi. Chứ người mà có phương tiện xe vậy đó thì mình đến mình chở. Còn những người mà không có phương tiện xe thì ta đâu có đi đâu được chở được, không lẽ canh nước gì sắp cho nổi. Thì từ chỗ đó bắt buộc phải là đổi nước 100 ngàn một khối. Nó để mà sử dụng. Nếu mà gia đình mà thí dụ 1-2 người, 2-3 người, 1 người, 2 đứa con á thì cũng đỡ chút, gặp gia đình 5-7 đứa con rồi thôi. Quải luôn, không vô trong này thì đâu có công ăn việc làm gì làm đâu.
chỉ đi làm biển này kia vậy thôi chứ đâu có làm gì ra tiền. Mà bây giờ nguồn lợi thủy sản ở ở miền Kiên Lương này bắt cũng gần mức cạn kiệt luôn. Ừ. Nên là nữ là làm ra tiền đi đi một tháng, nhằm khi vô là chia ra không được nhiều tiền hết. Có thể có người đi một tháng rồi đi vô không có đồng bạc nữa, à. Lỗ dầu lỗ chi phí hết rồi ghe nó đâu có tiền đâu nó chia. Ừ. Nó thấy cũng khổ vậy đó. Bởi vì dân bây giờ là cái đây ta đòi hỏi là về cái pháp lý gì đối với nhà nước là cho xin vô cây nước và vô điện, chỉ dân ở đây là ở chỉ nhu cầu có bao nhiêu thôi. Thành là lấy nước ngọt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang nha cô bác anh chị, không để cho gia đình của chú chờ đợi lâu, tại vì ở nhà của chú cũng gần rất cần nước, tại sáng chú phải đi lấy sớm nè. Đúng rồi. Ờ, nên là nữ là mỗi ngày là tốn cũng mười mấy 20 ngàn là bình thường. Cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi đó. Rồi mình cần nhất là không phải mình muốn đòi hỏi ra. Ở đây là 700 hộ dân là cứ đi chở nước vậy ha. Đúng chú rồi. Ha. Dạ. Rồi con cảm ơn chú ha. Rồi. Dạ. Rồi anh bên đây cũng đang chở nè, anh chở được 3 can. Ngày là anh chở mấy can vậy anh? 3 can à? 3 can hả? Nhà ít người. Anh tên gì? Thụ hả? Bơm gần 2 can này. Bơm này cũng nhanh ha anh? Nhanh. Mình chịu khó đi chở thì nó rẻ hơn xe nó lại nó bơm. Xe lại bơm thì gấp đôi. Nghe nói tới 100 ngàn khối. 100 ngàn khối, còn mình chở đây thì có 1 can 1.5 can thì một khối nó 30 mấy can. Người dân mà thấy ở miền Tây mà người dân phải chở từng can nước, mình thấy nó vất vả làm sao anh một ở đây. Ở đây mình còn nước để chở được, dùng dưới Cà Mau mấy chỗ bây giờ không có nước để chở xài luôn á. Đây mình còn có nước chở xài là hơn rồi. 3 can này là 4.500 hả? 4.500. Nhưng mà ở đây nó cái đỡ, nghe là ví dụ như mấy tháng này thôi, chứ còn lọt qua từ tháng 6 tới tháng 10 luôn là nước mưa người ta xài đâu có hết. Đúng rồi, người ta làm bồn người ta giữ chữ á. Dạ. Nó chỉ xài có 4 tháng hạn này nè. Trời ơi. Mấy người ta có bồn lớn á thì người ta bơm xe. Còn mình như vậy mà xài phi nhỏ nhỏ này thì mới rước về à. Năm nay hạn kéo dài quá ha anh. Mà năm nay thời tiết ở miền Tây mình quá nắng nóng hả anh ha? Đúng rồi, năm nay nhiệt độ nó nóng quá. Nhà anh làm cái công việc gì? Bán lặt vặt vậy đó, với muốn vô người ta nuôi tôm. À cũng được ha. Rồi bây giờ bơm nước nữa kìa. Cô bác của chị nãy giờ thấy khoảng... cái nước xe 100 ngàn khối người ta không có tiếc. Nhưng mà nó ngứa. À chịu không được ha, tắm nó bị ngứa. Cái nước đó là nước nó bơm với hồ, với hồ chung suối lên chứ không phải là nước nó, chứ không phải lấy nước này để đem chở đi bán hả? Chứ đâu phải lấy nước này đi bán. Nó bơm ở dưới hồ ở chung suối á. Lên nhầm người ta chịu thì người ta không ngứa, còn nhầm người ta không chịu người ta ngứa, người ta chịu đâu nổi. Cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Người dân ở quá thèn thì cũng chia sẻ rất là thật lòng, phải đi chở từng canh nước nha, như vậy nè thì nước chở tới nhà thì mấy anh nói là cái nguồn nước là tắm rửa nó có một phần hơi ngứa ngứa cho nên buộc lòng phải đi chở như vậy. Mà nghe là chú chia sẻ là có nhiều người chở là phải té luôn á. Đúng rồi, chở quen là té luôn. Nước nó trao là nó bị té, nữ chở đâu được đâu. Cũng mấy người nữ mà ta chở quen á, ta làm cái ngán ngang vậy nè. Dạ. Ta chở được, còn mấy người mà không ấy chở không được. Chở dạ. nó giật rồi té nước té xe luôn. Bị cái nước đâu khi nào mà cái nước mình bơm cho nó đầy vậy đó, nó cũng phản trống nè. Chạy nước lắc qua lắc lại nè. Đôi khi mất mạng cũng gì đi lấy nước đúng không? Té này rất nguy hiểm nha. Xe yếu là dễ té. Anh có gặp trường hợp mà té không? Có mấy người té bể gan luôn á chứ. Anh thì anh ở sát bên đây à. Dạ. Có ngay chỗ cái nhà xây chưa thôi đó, dọn ngang đây rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh này cũng lấy nước đem về nè. Sáng nay đi chợ chưa về tới nhà. Đặt 2 bình nước này chờ lấy nước anh ha. Ghé đây lấy nước luôn. Nước luôn anh. Dạ. 30 lít thì được 2 can đó thì 3.000 thôi, rẻ. Cũng được. 60 lít chưa đâu rồi. 60 lít. Dạ. Thấy là lần đầu tiên mà thấy cái cảnh mà đi mua nước từng can gì đấy. Thấy nó... Dạ. 2 can gì đó.
Vậy hả, tính xài tiết kiệm nhà mấy người mà xài có hai can vậy? Ừ, đi ghe. Để biển á. À, anh đi lấy để đi biển đúng không? Đúng rồi. À, mà lần đầu tiên là tụi em là thấy được người dân mà lấy nước từng can mà mua 1.500 can, 1.500 can. Thấy cái cảnh này giữa miền Tây nữa. Mà cô báo anh chị biết miền Tây là miền sông nước mà. Đúng rồi. Ờ, à, nhưng mà bây giờ phải đi mua từng can nước mà thấy một điều hạn hạn hán. Hạn hán. Rất là dữ, đây nữa nè. Ờ. À. Ủa, cứ liên tục vậy, cứ đúng dạ. Rồi, cứ liên tục ngày 2 ca người dân lấy cũng lê gai vậy đó. À, đây hả anh? Ừ, đây anh ơi. Rồi, chuẩn bị đi biển. Rồi, chuẩn bị đi biển này. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. À. Có người ăn thì đến đây, sớm giờ thì mấy anh em mình ghé đây ta tầm chừng hơn 10 phút gì em. Anh cứ nghĩ là 700-800 hộ dân mà chỉ sử dụng một cái vòi nước như thế này, mua đây để chở đem về nhà thì mỗi một ngày có người lấy 2 lần thì mình tính mỗi một ngày thôi là khoảng hơn 1.000 người, hơn 1.000 quận, hơn 1.000 chuyến. Đúng rồi, đúng, đúng không? Đúng. Hơn 1.000 chuyến cho việc đi lấy nước như thế này. Đó, gặp cái cảnh mà bán nước giữa đường trời. Đúng không? Đúng rồi. Bán nước ngọt giữa đường. Giữa cái ngã ba như thế này nè cả nhà thì ở đây là cái trung tâm cung cấp nước ngọt nè. Ừ. Anh này anh chở về nhà sử dụng hay đi biển? Để về sử dụng. Sử dụng hả? Sao chở có 2 can thì? Không có xe chở thì chở đỡ vậy là 2 can, đi 2-3 chuyến, thì đi 4-5 chuyến. Ờ, nhà anh mấy người? Nhà nhà có 3 người à. 3 người. Dạ. Yeah. Sử dụng nước không bị nhiều ha. Yeah. Ngày đi tới 4-5 chuyến ha anh. Dạ. Chuyến 2 can gì là 2 can. Hơn 10 can này ngày. À. Mà em chở như sáng này em chở 2 chuyến, rồi cái đầu chiều mát em chở em 2 chuyến nữa. À, mình sử dụng chắc cũng tiết kiệm lắm hên. À đúng rồi, tiết kiệm. À. Có giặt đồ thì mình chở hơi nhiều, không giặt đồ mình chở cũng 3 can, 4 can, còn có giặt đồ mình chở 5 can, 6 can. À, giặt đồ mình cũng không dám giặt bằng, mình đâu có nước máy giặt đâu mà giặt. Giặt đúng tay rồi, không giặt à? Tay không anh. À. Và cái này thì mình đem về mình có dùng để uống đâu gì luôn không anh? Không, mình để mình xài rồi nấu nướng, rửa chén đồ này kia vậy đó. Còn nước uống là mình sử dụng nước bình ha. À, nước uống thì sử dụng nước bình. À, nước sinh hoạt mà phải mua từng can như thế này phải nói một điều gì nữa nó cảm thấy nó vất vả quá ha. Ở đây em chở gần á, còn mọi người chở còn lúc lúc đi trong núi trong nữa, còn xa nữa. Ta kéo xe cây á. Có người sống ở trong núi nữa ha. Có, dài dài trong núi trong sông núi trong cũng ra đây đổi. À. Rồi có nếu mà sâu quá thì xài nước giếng, rồi khi có xe cũng chở nữa vô chổng chở một khối 100 ngàn giờ kéo vô tới nhà mình luôn á, khối 100. Vậy là cái cây nước này, cái nước cung cấp này hoạt động chỉ khi nào mà từ tháng giêng cho đến tháng tư thôi, còn tháng năm tháng kia là có mưa không có đúng không rồi. Không có mưa nữa. Cái tháng mưa đó, tháng 5, tháng 6 rồi đó là tới tháng 10 đó mình có bồn đó mình chứa lại mình xài nó đỡ đi đổi. Trời. Còn như mấy tháng hạn này là phải đi đổi á. Trời ơi. Ngày nào cũng phải đổi chứ. À. Có mưa xuống mình đỡ chút. Nếu như mà ngày nào mà ông chồng ông đi biển đi làm cá thì phải đợi nước. Dạ. Phải đợi nước chứ nước. Chờ nữ chở đâu được đâu. À nữ chở được. Bà không bà kêu nữ chở ngã xe đó lại đỡ tiếp bà. À. Trời ơi trời. Có nhiều người lấy nước mà mua nước ngoài đường mà xém mắt mạng luôn đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Ông chú nó hàng xóm cho hay là có một người nào bữa hổm là xém mắt mạng luôn á vì chở nước này nè. Đúng rồi. Chở rồi khi chợt rồi khó khăn rồi. Đường này cũng khó khăn chở. Bảo anh chạy về đi. Rồi. Dạ để cho để chị đợi nước nữa. Không phải nói chứ ở đây nếu mà có cái nguồn nước được xài thì cũng là một điều vất vả. Đúng rồi. À, phải đi chở từng can như vậy nè. Ủa cái này không có nắp ha anh? Không, nó tại nó dịnh nè. À, được không em xách lên. Được. Em dịnh. Hai cái bình cũng không được mới nữa.